Xin đây, kính chào toàn thể các bác anh, các quý hàng đang xem video. Vâng, tiếp tục với chương trình giới thiệu xe lăng hạng mới về bên em. Đấy, thì hôm nay em sẽ giới thiệu chiếc Toyota 5FD25 thứ hai. Đấy, một chiếc trước kia em đã giới thiệu với các bác ở video trước. Thì chiếc này em sẽ giới thiệu lốt cho các bác chiếc Toyota đời năm này. Đấy, vẫn là máy xăng, số sàn gần lốp kép, em về một cặp luôn. Đấy, càng dài 92 phân, gật gù 1 ti, nguyên bản Nhật bãi. Đấy, gật gù này thì các bác để đủ ngả rất là nhiều, kết hợp thêm cầu xúc. Đấy, còn gật gù 2 ti thì các bác đồ ngả được ít hơn nhưng mà nó đỡ vướng tầm nhìn. Gật gù này có chút bất tiện là hơi vướng tầm nhìn nhưng mà đồ ngả nó rất nhiều luôn. Lốp thì vẫn là 6 quả lốp hơi, tháp lưng 3m. Các bác lấy thì có thể đổ sang lớp 4m hoặc gì giá thì càng thay về lốp đơn được thoải mái. Xe thì tất cả cái chi tiết sơn xi đều nguyên bản, rất là đẹp luôn. Nguyên zin từng chi tiết, ghế này cũng chưa bọc lại này. Một vài hôm nữa em sẽ mang đi bọc lại luôn. Giờ chạy là 6.536 giờ, chiếc kia là 7.000 giờ, chiếc này là 6.536 giờ. Tất cả đều hoạt động bình thường, kể cả cái kim báo luôn, kim báo và đèn báo hoạt động bình thường nha. Nhiệt độ nước như là báo nhiên liệu. Xe thì đều số sàn. Đấy, tiến lùi lưng hạ. Và ba cần ba tay trang, lưng hạ cơ bản, ngã ra cả vào và gật gù. Đều có lốp, đều có đèn coi. Cầm bệ đều không mối mọt gì luôn. Tất cả đều nguyên zin từng chi tiết. Đây, 25 đây. Chú trọng 25 ạ. Tất cả các chi tiết nguyên zin đều nguyên bản hết. Đây là các chữ này khi ở bên Nhật về đã bị sơn phủ qua hết. Một là sơn phủ qua hết hay là tẩy hết đi. 5FG25. Tất cả thông số xe mà mã đăng kiểm viết trên này luôn ạ. Máy thì là máy 5K. Máy 5K nguyên bản của Toyota. Đấy, nên các bác thấy cái dòng 1 tấn rưỡi nó khỏe như thế nào. 1 tấn rưỡi vẫn dùng máy 5K mà 2 tấn rưỡi vẫn dùng 5K đây. Đấy, 5K là số máy đây. Các bác có thể quan sát ở dưới kia là chữ Toyota đấy, dập nổi luôn. Máy thì hàng nội địa của Nhật. Nguyên bản nguyên zin từng chi tiết. Cam kết không động chạm. Máy rất là ngon, 2 tấn rưỡi nhá. Bao tải 2 tấn rưỡi ạ. Đấy, cánh quạt kép nước. Xe rất là đẹp luôn. Các chi tiết vẫn rất là mới. Chạy hơn 6.000 giờ rồi ạ. Gầm bệ đấy ạ. Em sẽ quay thật là chi tiết cho các bác xem. Thì các bác có thể chốt qua ảnh hoặc video luôn. Đỡ phải đến bãi xe hoặc các bác nào ở gần thì qua xem thoải mái, ok. Lúc nào cũng sẵn lòng tiếp các bác luôn. Các chi tiết bơm là củ phát củ đè, lỗ thì rất là êm ái luôn. Các bạn nghe máy lỗ rất là êm luôn, khi đóng lắp cabo xuống thì hầu như là không nghe tiếng gì. Máy xăng mà lỗ rất là êm ái. Đây, mở đây các bác có một cách mở là một thò tay xuống như này. Đấy, cậy cái này lên. Hoặc là các bác thuận tiện hơn nữa thì cái này đây. Đấy. Các đường xăng này. Rất là đẹp ạ. Đấy ạ, máy xăng thì ví dụ là khi mà cái máy xăng của bác kêu là kêu lộp bộp này. Thứ hai là khó lổ này. Đấy, lổ bộp khó lổ là cái bệnh rất thường gặp, hoặc là khó hoặc lổ đề ra nó không lổ được ấy. Thì thứ nhất các bác kiểm tra cho anh bình xăng này. Thứ nhất là xem đã vệ sinh sạch chưa này. Dù là vệ sinh sạch sẽ rồi là xem cái đường ống dẫn xăng này xem sạch toàn bộ chưa. Hay là xem cho em cốc lọc. Đấy, các cốc lọc. Kiểm tra đường xăng thứ nhất này, thứ hai là các cốc lọc cho nó sạch này. Thứ ba là các cái buji này. Đấy, buji vẫn dính nước này. Đấy, dính nước nhá. Em rửa lại sẽ dính nước nhá. Đấy, khi nào lấy thì em sẽ xịt hết nước thì các bác có thể ấy cho em nhé. Cái bộ đánh lửa thì cực kỳ quan trọng luôn. Đấy, các cái buji này có 4 cái buji như xe máy luôn. Đấy, rồi là cái bộ chia này cũng thế này. Đấy, khi các bác mà thấy xăng nó không lên hay là lổ khó lổ, các bác tháo cho em cầm con này, em nhớ không nhầm là 17 này, các bác tháo cho con này ra này, các bác kiểm tra, các bác đè thoải mái lên,
xem xăng có phụt lên không. Phụt lên là xăng lên ok, đường xăng ok, bắt đầu tính kiểm tra lại các cái chế này. Đấy, ga lên thì đây là đường ga này. Đấy, kìa, các bác quan sát nhá. Ga này muốn chỉnh to nhỏ thì chỉnh cái kia kìa. Đấy. Ở đây là cái này là cái né gió cho nó như xe máy luôn. Các bác mà gọi thợ xe máy học thợ nào biết về cái bộ điều chế khí thì là đều sửa được xe xăng hết. Xe xăng thì sửa rất đơn giản thôi, một là buji, bộ chế điện và chế thôi. Đó, rất đơn giản. Còn đâu ngoài khung này nó như kiểu máy dầu luôn. Tất cả các khung chi tiết thủy lực các thứ như máy dầu hết, khác nhau mỗi cái máy thôi. Đấy, phớt thì tháo, có cái phần tháo thì các bác sẽ thợ sẽ hướng dẫn các bác. Rất đẹp luôn. Xe thì vừa về em chưa có bảo dưỡng gì luôn. Khi bác nào xem xe chốt xe bắt đầu em vào. Thứ nhất là xem cái tình trạng lốp này, rồi là có sơn si không này, bảo dưỡng những phần nào các bác ghi hết ra. Còn khi mà bình thường thì em sẽ bảo dưỡng tất cả các phớt cho các bác. Đấy, phớt nào có hiện tượng là thay luôn. Dầu mỡ bôi trơn. Đấy, kiểm tra rồi là lỗ ngon lành, công bình biết cho các bác luôn. Đấy, quy trình bảo dưỡng rất là chi tiết, các từng phần một, làm từng phần một. Ghế rồi là cần số, rồi là xem các phần cần nào phải làm, đèn còi gương xi nhan chắc chắn phải có. Xe đẹp sẵn bãi, các bạn nhu cầu thì xin alo cho em số điện thoại 0379875765, em để bên dưới của mình nhé. Địa chỉ kho bãi ở phố Tam Á, phường Gia Đông, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Đấy, các bác có nhu cầu mua xe lăn hoặc là yêu thích xe lăn hàng Nhật bãi chưa qua sử dụng Việt Nam liên hệ bên em 0379875765 nhé. Xe lăn máy gặt. Đấy, hôm nay em vừa chốt được một con TCM và một con Nissan, vừa bán ra một con Nissan và chốt thêm một em TCM. Đấy, chốt thêm một em máy gặt nữa. Hôm nay đi rất là nhiều. Ngày đẹp đầu tháng. Đấy, các bác quan tâm alo cho em nhé, hoặc là chốt qua online hoặc là đi mã xem thoải mái. Đấy, em xin trân trọng cảm ơn.